Hello, xin chào buổi sáng tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2022. Thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục cập nhật về tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, ngay tại vị trí điểm cuối tại nút giao Chà Và của Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long nha cả nhà. Thì hôm nay thì mình thấy là chỗ này ngay tại nút giao Chà Và đã hình thành những cái con đường, những cái chỗ mà vòng xoay này cả nhà. Thì mình không có chưa hình dung được ngay cái chỗ vị trí này thì cái nút giao nó sẽ nối như thế nào đó, nên là cũng hy vọng là các cô chú anh chị đang thi công cái công trình này thì có thể là giới thiệu cho bà con, hoặc là để là bình luận để mà bà con cô chú anh chị khán giả xem để mà hiểu hơn ha. Thì mình thấy là có một cái tuyến đường thẳng nối vào ngay cái chỗ vòng xoay chỗ cầu Chà Và, rồi sau đó là có một cái vòng xoay ở đây nè, có một cái lối rẽ ở đây, thì mình chưa có hình dung được nó sẽ đi như thế nào đó, nên là cũng cập nhật liên tục cho các cô chú anh chị khi mà có những cái thông tin mới nhất nha. Này mọi người xem ha, sáng thời tiết rất là đẹp. Có điểm đầu tại cầu Mỹ Thuận 2 á, thì khi các cô chú anh chị đi từ phía Tiền Giang qua đó thì vị trí điểm đầu là xuống dốc cầu là sẽ nối vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, rồi sau đó là sẽ đi thẳng về Cần Thơ này với lộ trình là hơn 20 km/h, với tốc độ thiết kế giai đoạn 1 là 80 km/h với thiết kế là 4 làn xe. Sau khi hoàn thành thì sẽ có 6 làn xe và tốc độ thiết kế tối đa là 100 km/h ha. Thì hy vọng là sẽ sớm hoàn thành cả nhà ơi. Thì dự kiến hoàn thành vào năm 2023 cùng với cầu Mỹ Thuận 2 luôn đó. Thì sau này là ở Sài Gòn về Cần Thơ thì mình sẽ đi nhanh hơn và không có cái tình trạng kẹt xe giống như bây giờ. Bây giờ mình đi quốc lộ 1 á, là hay bị kẹt xe lắm. Mới đây thì ở cầu Mỹ Thuận á, thì đoạn An Hữu đó, thì có một cái chiếc xe tải chở dừa mà bị lật ngang giữa lộ đó, thì sau đó là giao thông ùn tắc rất là dài lên tới cầu Mỹ Thuận, qua tới bên bờ của Vĩnh Long luôn cả nhà ơi. Tắc nghẽn giao thông tới cả tiếng đồng hồ, rồi sau đó là mình di chuyển tiếp tục được, nên là sẽ rất là khó khăn cho các anh chị tài xế mà di chuyển ha, từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ thành phố Hồ Chí Minh mà về thì có một tuyến quốc lộ 1A thôi, thì đi rất là lâu và rất là khó khăn. Nếu mà xảy ra tình trạng mà tai nạn như vậy thì di chuyển rất là chậm. Thì sau này sẽ có tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, rồi sau đó là đi Mỹ Thuận Trung Lương, rồi lúc đó là mình sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều ha. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2022, tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ ngay tại vị trí điểm cuối tại nút giao Chà Và hôm nay đã hoàn thành tới đâu rồi. Thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Các cô chú anh chị nào mà xem video á, mà chưa có bấm nút đăng ký kênh á, thì nhất định phải bấm nút đăng ký kênh để mà theo dõi được tất cả những video mới nhất trong kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.